Vừa rồi là chúng ta đã trao đổi với nhau về cái cách thức mà tô màu và quản lý tạo màu như thế nào ở trong InDesign. Tiếp theo thì sẽ là đến cái phần gọi là paragraph style. Thế thì cái paragraph style này thì nó là như thế nào? Dù là bạn làm một cái ấn phẩm có thể là báo hoặc là tạp chí hay là sách hay là một cái dạng ấn phẩm nào khác thì thực ra nó sẽ có cái tính kế thừa ở trong đó. Tính kế thừa là như thế nào? Ví dụ như là làm sách với một cái khổ nhất định nào đó thì thường mỗi nhà xuất bản hoặc là mỗi một cái nơi họ sẽ có những cái quy định riêng về cái cách thức mà sử dụng về phông này, rồi giãn dòng này, rồi size là như thế nào trong từng cái loại ấn phẩm, thì nó sẽ có những cái quy định chuẩn chuẩn mực của từng chỗ. Đấy. Thế thì như thế thì chúng ta sẽ làm và chúng ta sẽ nên thiết lập ra những cái style đó để làm gì? Để mà khi gặp phải một cái đoạn nào đó cần một cái thiết lập tham số như thế nào thì chúng ta sẽ làm theo cái chuẩn này luôn. Thay vì việc là chúng ta phải bôi đen một cái đoạn rất là dài này, sau đó thì chúng ta lại chọn loại phông gì này, rồi màu ra làm sao này, giãn dòng như thế nào này, hẹp hay rộng này, rồi tất cả những cái thiết lập như thế, thì chúng ta sẽ thay vì việc là phải bôi đen mà chúng ta phải xử lý rất nhiều các bước, chọn rất nhiều tham số, thì bây giờ chúng ta chỉ cần làm một bản mẫu và sau đó thì chúng ta sẽ gán cho cái văn bản đó. Nếu bạn đã làm Word thì bạn biết là có cái đoạn gọi là lấy style rồi đúng không? Chúng ta sẽ có một cái chổi, chúng ta copy xong đó chúng ta quét vào cái đoạn văn bản để mà chúng ta áp dụng một cái mẫu mà đã có sẵn, thì cái này nó cũng sẽ tương tự như thế. Thì nhưng mà nó sẽ đơn giản hơn Word ở cái chỗ là như thế này. Cái paragraph style của chúng ta thì chúng ta không phải bôi đen. Đấy, mà chúng ta chỉ việc là đặt cái trỏ chuột vào trong cái đoạn văn bản mà chúng ta định format và chúng ta ấn vào trong danh sách là nó sẽ format cho chúng ta cái đoạn mà chúng ta cần. Đấy, nó đơn giản hơn khá nhiều. Và bây giờ chúng ta nhập thử một cái đoạn văn bản vào, sau đó thì chúng ta thiết lập một cái style đó. Là ví dụ tôi lấy cái văn bản tôi đưa vào như thế này. Đây thì bây giờ chúng ta quan sát. Ví dụ đây là cái tiêu đề. Đó, ví dụ như là sách thì bạn sẽ có là cái gì nào? Bạn sẽ có những cái gì bạn phải comment nào? Đầu tiên phải là chương đúng không? Chương mấy? Thế xong rồi trong chương đấy thì đôi khi người ta sẽ có đoạn lời dẫn này. Xong rồi người ta sẽ có cái tức là sẽ có các mục, có thể là mục lớn này, xong rồi mục nhỏ này, rồi sẽ có tên tác giả này đúng không, rồi chú thích này, rồi chú thích ảnh này, vân vân. Đấy là một số thứ mà chúng ta kiểu gì chúng ta cũng sẽ phải làm, và bất kể nó là cái sách gì hay là tác phẩm gì thì cuối cùng nó cũng sẽ quy về theo một cái chuẩn nào đó đã được quy định. Thế thì bây giờ tôi sẽ thay vì việc là mỗi một lần như thế tôi phải làm rất là nhiều thì tôi sẽ format một cái cho nó thành chuẩn luôn. Đó, ví dụ tôi chọn một cái phông này, tôi chọn kiểu viết hoa này, tôi chọn size là bao nhiêu đó này, ví dụ như này, tôi chọn là bold này, ví dụ như thế. Thì bạn thấy rằng là vừa nãy đến giờ là chúng ta phải làm đến 4 5 cái thao tác chọn lựa. Thế thì bây giờ thay vì việc là mỗi một lần đụng phải cái vấn đề như thế thì tôi sẽ thiết lập thành một cái paragraph style. Đấy, và cách làm thì chúng ta sẽ làm như sau. Tôi sẽ mở cái bảng paragraph style ra. Đấy. Bạn đã tìm thấy ở bên cái Docker ở bên phía tay phải chưa? Nếu mà chưa tìm thấy thì chúng ta sẽ vào cái menu type này và chúng ta tìm tới paragraph style hoặc có thể nhấn F11 để tìm nó. Đấy. Thế và sau khi mà chúng ta mở cái bảng này ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có mấy cái
basic paragraph rồi cái gì đó. Thì bây giờ bạn có thể là giải quyết bằng cách là bôi đen cái đoạn mà bạn muốn lấy để làm mẫu. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng trang giấy trắng ở bên dưới, Create New Style. Sau khi bấm vào đây thì nó sẽ đặt tên là Paragraph Style 1. Đó. Và lúc này thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách là gì đấy ạ? Nhấp nút vào đây để chúng ta có thể là mở ra bảng Paragraph Style Option. Trong đó bạn có thể đặt lại tên, ví dụ ở đây là chương nhé, đúng không? Tôi đặt tên là chương này. Thế và nếu mà cần điều chỉnh gì thì toàn bộ cái phía bên tay trái này là cái mà giúp cho chúng ta có thể là can thiệp sâu vào format kỹ từng cái option nhỏ nhỏ ở trong đó. Sau khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta có thể là làm sao đây ạ? Chúng ta có thể là xử lý lại tất cả mọi thứ. Đấy, ví dụ như là tôi làm ra một đoạn nào đó mà tôi lại gặp sang một chương khác đó. Tôi sang một cái chương khác thì tôi có thể giải quyết như thế này. Đây, ví dụ tôi chỉ cần đặt vào đây, bạn quan sát này, tôi đặt trỏ chuột vào cái dòng mà tôi muốn format. Sau đó thì tôi chỉ việc bấm một cái vào cái này là nó sẽ format cho tôi đúng luôn cái yêu cầu đấy. Đó. Đấy, như vậy là bạn thấy rằng là cái thao tác mà chúng ta làm thì nó rất là đơn giản, rất là nhanh. Đấy, thay vì việc là chúng ta phải bôi đen rất là nhiều. Cái chuyện bôi đen nó tồn tại một cái rất là nguy hiểm là cái gì? Mình có thể là bôi không hết. Đấy, bôi sót hoặc là bôi quá. Nhưng mà cái việc mà chúng ta đặt cái trỏ chuột vào một cái khối văn bản paragraph như thế thì nó sẽ nhận diện được cái khối và nó sẽ xử lý đúng trong cái khối đó. Đấy. Thế nhưng phải lưu ý một cái như thế này này, một cái paragraph thì nó sẽ được hiểu là có enter xuống dòng cách hẳn ra. Trong trường hợp vừa nãy này, undo lại một số cái như này, thì bạn thấy rằng là khi mà tôi đưa cái paragraph đó, đưa cái paragraph style thì thằng này nó sẽ chạy theo. Lý do là vì cái thằng này nó bị dính cái chuyện là shift enter xuống dòng chứ nó không phải là enter. Đấy, khi mà mình enter tách hẳn ra thì lúc đấy mình bấm vào cái gì thì nó chạy theo cái đấy, nó không còn liên quan tới cụm khác nữa. Thế thì trong những cái trường hợp như thế thì chúng ta cần phải biết cách mà xử lý nó bằng cách là enter xuống dòng cách hẳn ra. Cách hẳn ra thì chúng ta mới xử lý được nó. Thế còn những cái trường hợp này nữa, đây bạn lưu ý rằng là những cái trường hợp mà bạn nhìn thấy một cái paragraph mà đang được lựa chọn mà nó lại còn kèm thêm một cái dấu cộng, có nghĩa là nó đang có một cái tham số nào đó ở trong cái khối đó nó chưa chuẩn. Một cái tham số chuẩn là cái tham số nó chỉ có tên thôi, nó không có cái dấu cộng ở đằng sau. Có dấu cộng có nghĩa là nó vẫn còn có vấn đề, và lúc đấy thì chúng ta lại phải xem tất cả các tham số như thế nó có cái gì đó nó đúng nó sai, hoặc là loại bỏ hoặc là bổ sung thêm để cho nó không xuất hiện cái dấu cộng này nữa. Thế thì bây giờ chúng ta xem nó có những cái gì nào. Nội dung thông thường, đúng không? Thì chúng ta có thể ghi nó là nội dung hoặc là content đó, content. Thế còn ví dụ như là các cái chương, đúng không? Thì chúng ta có thể đặt tên theo là chương hay là chapter hay là cái gì gì đó. Rồi các cái đề mục lớn, đề mục nhỏ, thì những cái đó thì chúng ta cứ định nghĩa, chúng ta đặt tên. Tất nhiên là không nhất thiết là tôi đặt mẫu như nào thì bạn cũng làm y như thế, mà nói tóm lại là làm sao cho mình hiểu được cái công việc của mình, thế thôi. Và như thế là chúng ta sẽ tự động chúng ta làm ra các cái paragraph style cho nó phù hợp với công việc của mình, và nó sẽ giúp mình giải quyết công việc nó thật nhanh. Cứ hết một chương nọ sau sang chương kia thì nội dung thì nó khác nhau, nhưng mà những cái format cho những cái đề mục như thế là tuyệt đối là nó sẽ giống nhau. Đấy, do đó thì bạn chỉ cần là làm một lần, bạn có thể là áp dụng cho toàn bộ quyển đó. Và không những thế, sang một quyển thứ hai, sang một quyển thứ ba, nếu như nó vẫn cùng một cái khổ đó, nó vẫn cùng một cái loại như thế, thì thường là nó cũng sẽ áp dụng lại cho các quyển kia được.
Tuy nhiên là chúng ta cũng có thêm một cái nữa, chúng ta cũng vẫn cần phải xem, đó là cái trường hợp cái character style. Character style thì nó là như thế này. Ví dụ như là trong một cái paragraph thì có thể là chúng ta sẽ có một cái format chuẩn. Thế nhưng mà trong trong cái paragraph đó đôi khi chúng ta lại có những cái ký tự, chúng ta có những cái đoạn nào đó chúng ta lại phải làm khác đi. Tôi lấy ví dụ như thế này, chẳng hạn như là cái đoạn này là đoạn đoạn para, đúng không? Thế nhưng mà chẳng hạn như là một cái tên riêng chẳng hạn, nó có thể là bold hoặc nghiêng gì đó, thế nhưng mà tôi lại không thể để tất cả cùng bold cùng nghiêng được, đúng không? Và thay vì việc là tôi sẽ phải làm rất là nhiều thứ thì bây giờ tôi có thể làm như thế này. Ví dụ tôi đặt cái này là chẳng hạn phong là 14, đoạn này tôi đặt tên là gì đây, tôi đặt tên là nội dung đi, content đi, ví dụ như thế. Thế thì bây giờ tôi chỉ việc là chọn này rồi, ví dụ toàn bộ cái này cho hết cái này thành content đi, thế thì bây giờ mà tốt nhất mình làm thì mình đã chọn thì mình này xử lý lại một tí nhé, mình phải làm một cái đoạn nào đó mà nó cho nó tách ra, ví dụ đây tách ra cho nó không bị dính dáng thì nó sẽ dễ này, biết vòng 14 này. Ví dụ thế, thế sau mình chỉ cần gặp cái thằng này, mình gặp vào và mình bấm một cái, ví dụ cho nó thành content, chẳng hạn như thế thì nó sẽ chạy theo cái đó. Nhưng mà đôi lúc thì bạn sẽ thấy rằng là nó cũng sẽ gặp những cái thứ mà nó bị gì nhỉ? Nó bị lưu lại, cái út thì nó rất là điên, là nhiều lúc là nó sẽ bị lưu những cái format riêng ấy, nó không tháo dỡ ra cho mình. Thì đôi lúc là chúng ta cũng vẫn phải chỉnh sửa đấy, chứ không phải là chúng ta bấm vào một cái mà nó có thể là xử lý cho chúng ta ngay đâu. Thế nhưng mà đến đây nhé, chúng ta thấy là đoạn này là tương đối ổn rồi nhé. Nhưng mà chẳng hạn như là người ta lại làm thêm một số cái như thế này, chẳng hạn những cái gì đó tên riêng này, ví dụ nhà Minh này, nhà Thanh, hay là một cái người tên người riêng chẳng hạn đó. Đây ví dụ Tôn Việt Anh này chẳng hạn, đây là một cái tên riêng thì mình lại muốn rằng là cứ cái này thì nó phải là gì nhỉ, nó phải là bold này rồi nghiêng này, ví dụ thế. Thì tôi chọn là bold italic đi, ví dụ như thế. Thế thì trong trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ lại phải làm thêm một cái nữa, nó gọi là cái character style. Đấy thì lúc này mình lại mở cái bảng character style, đúng không? Và lúc này mình tạo ra một cái nó gọi là gì đây nhỉ? Tên riêng chẳng hạn. Đó. Hay là tên. Đấy, ví dụ thế. Ok, tôi làm một cái như thế này thì cái đoạn này thì nó sẽ gồm có hai cái, đúng không? Cả cái khối thì nó sẽ tuân thủ theo cái gọi là paragraph. Thế còn cái đoạn nào mà một cái tên riêng thì tôi lúc này tôi buộc phải bôi đen và tôi sẽ gì đây ạ? Tôi bấm vào cái character style để tôi format riêng cho cái đoạn đó. Cái đoạn mà nằm ở trong cái bôi đen của tôi. Thì đấy là cái thứ mà chúng ta sẽ làm để mà giải quyết hai vấn đề.
Một là nó tăng tốc độ làm việc. Cái thứ hai là nó sẽ giảm cái sự sai sót. Vì sao? Nếu như bình thường ra chúng ta bôi đen, chúng ta làm một cái gì đó thì chúng ta thường là chúng ta phải format đến vài tham số khác nhau. Đấy, và trong cái quá trình làm như thế, nếu chỉ một tham số thôi thì rất là đơn giản, nhưng mà vài tham số nó sẽ không thể nào mà dám chắc chắn rằng là không có sai sót, đúng không? Tôi bấm nhầm cái nọ, tôi bấm nhầm cái kia, cả một cái list dài như này, đôi khi chỉ trượt tay trượt chân một cái là có thể là từ cái trên xuống cái dưới hoặc từ cái dưới xuống cái trên, thì nó sẽ thành ra là không đúng. Thế thì cái việc mà chúng ta bôi đen và chúng ta bấm vào một cái thao tác kích chuột duy nhất vào một cái paragraph style hoặc character style này, nó sẽ giúp chúng ta là tăng nhanh cái thao tác làm việc và đồng thời đảm bảo 100% rằng là đã chọn đúng cái para đó hoặc là cái character style đó thì nó sẽ chuẩn xác luôn, sẽ không có chuyện nhầm lẫn trong cái quá trình thao tác nữa. Thì đấy là cái lý do mà tại sao chúng ta phải làm những cái character style hoặc là paragraph style. Ngoài ra thì chúng ta còn cần phải biết thêm một số cái như thế này. Chúng ta còn cần phải biết cách làm các cái gán các bullet này. Đấy, hoặc là chúng ta phải làm những cái chữ to đầu khối văn bản. Chữ to đầu khối văn bản thì là cái gì? Chữ to đầu khối văn bản thì chúng ta sẽ làm chẳng hạn như thế này. Một cái khối văn bản thì đôi lúc người ta sẽ trình bày là làm cho thật to cái chữ cái đầu tiên này lên. Đấy. Và thường là nó sẽ gì đấy, nó thụt dòng xuống dưới. Thế thì để mà thực hiện cái này thì chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta mở một cái bảng này ra. Bảng này là bảng character. Đây, bảng bảng xin lỗi, bảng bảng paragraph này, cái này nó gọi là drop cap này. Thì trong paragraph nó sẽ giúp chúng ta giải quyết mấy vấn đề như thế này, ngoài cái chuyện là gióng trái này, gióng phải, gióng giữa này và các chế độ justify khác nhau, thì cái này thì nó tương đối dễ rồi. Chúng ta còn có thêm một số các cái tùy chọn mà chúng ta có thể thiết lập một cách rất là nhanh và trực quan so với lại cách làm ở Word. Đó là ví dụ tôi sẽ đẩy lùi cả cái khối văn bản này từ lề vào bao nhiêu, lề trái bao nhiêu, lề phải bao nhiêu, đó thụt cái dòng đầu tiên ở trong một khối vào bao nhiêu, thụt cái chân dòng cuối cùng ở khối vào bao nhiêu, đúng không? Đấy, rồi tạo cái khoảng cách giữa cái khối văn bản đó với lại cái phần sắt phía trên bên trên nó là bao nhiêu, cách chân ra với khối bên dưới nó là bao nhiêu, thì cái cách làm ở đây thì nó rất là trực quan và rất dễ so với lại cái cách làm ở bên bên Word. Đấy. Và chúng ta còn có một cái nữa là cái drop cap. Đấy. Drop cap này thì đây, chúng ta làm thì chúng ta chỉ việc là đặt cái trỏ chuột vào cái dòng cái khối mà chúng ta muốn làm. Sau đó thì bạn nhìn vào đây là chúng ta đang có cái tham số này là không. Thế còn drop cap thì nó sẽ phải là từ hai dòng đổ lên. Đấy. Mặc định thông thường nó là ba dòng, nhưng cũng có những trường hợp chúng ta có thể làm bé hơn hoặc làm to hơn. Thế đây, chúng ta sẽ bấm này, một này, hai này, ba này, ví dụ như thế. Thì đây là cái cách để mà chúng ta có thể là tạo ra một cái drop cap. Đấy. Và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là giải quyết được những cái khối văn bản. Đó, chúng ta có thể giải quyết những khối văn bản. Và lưu ý nếu mà đặt vào rồi mà vẫn thấy là nó không lên thì có nghĩa là bọn này đang bị dính, thì phải enter xuống để tách khối ra, tại vì cái này nó sẽ là một cái gì nhỉ, một cái dấu hiệu chữ to nó nằm ở đầu từng khối, mà khối nọ khối kia là phải tách nhau bằng một cái enter.
Đấy, nếu mà đặt rồi xử lý rồi mà không lên thì có nghĩa là nó vẫn còn đang dấp dính ở cái trạng thái là ship enter đấy, chứ không phải là trạng thái enter. Thì chúng ta sẽ xử lý như này. Thế còn nếu mà không muốn sử dụng nữa thì bây giờ chúng ta chỉ việc là đơn giản là giả nó về tham số là một hoặc không. Đấy. Thì là nó sẽ cho chúng ta quay trở lại cái trạng thái là không có drop kép. Thế và ở trong cái hộp này thì bạn cũng lưu ý giúp tôi thêm một cái nữa là có một cái phần đánh dấu là cái hyphenate này. Thì cái này hoặc là bật hoặc là không thì nó sẽ điều khiển cho chúng ta cái nội dung của chữ. Khi mà cái chiều ngang của cái khối văn bản với cái hộp chứa mà nó không chứa vừa nhau thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là nó dồn hoàn toàn một cái từ mà không đủ chỗ, nó đuổi xuống dòng bên dưới. Hai là nó có thể ngắt ra một nửa ở dòng trên và một nửa nó đẩy xuống dòng dưới và nó nối lại với nhau bằng một cái gạch ngang, gạch nối. Thế nhưng mà làm cho nó chuẩn thì tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là không nên cho nó bẻ như thế. Đó, và chúng ta bỏ cái này đi, bỏ cái hyphenate này đi. Thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết là một cái nào đó mà không đủ chỗ là nó sẽ đuổi thẳng cái chữ đó xuống dưới dòng dưới. Đấy. Chứ đừng bao giờ để cái tình trạng là nó bị cái chữ bẻ nửa ra như thế, nó đọc nửa trên nửa dưới rất là khó. Thì đấy là mấy cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Và như thế này thì hết chưa? Chúng ta còn hai vấn đề nữa cần phải trao đổi với nhau. Vấn đề thứ nhất là chú thích. Chú thích, đúng không? Tại vì nó sẽ có rất là nhiều thứ mà đọc chúng ta không thể hiểu ngay. Ví dụ như là một tên riêng. Ví dụ một cái tên nào đó dính dáng tới một cái thời kỳ lịch sử. Ví dụ là một cái địa danh. Ví dụ là một chức tước. Nói tóm lại những cái nào mà không phải ai đọc cũng hiểu ngay thì thường là người ta sẽ phải có một cái chú thích. Thế nhưng mà cái chú thích thì chúng ta đọc một cái văn bản thì nó khác, chúng ta đọc một quyển sách thì nó khác. Và thường thì người ta lúc mà người ta đánh văn bản đấy thì người ta cứ đánh dấu thôi, đóng mở ngoặc 1, đóng mở ngoặc 2, đóng mở ngoặc 3, và sau khi đến hết cả cái đấy thì đến đến cuối của cái văn bản đó người ta mới ghi chú thích một là cái gì, hai là cái gì. Đấy là cái cách mà làm việc rất là thông thường nhưng mà nó không đem lại được một sự tiện lợi cho người xem, tại vì người ta cứ phải lật đi lật lại giữa cái chỗ đánh dấu và cái đoạn chú giải nằm tít ở cuối cuối cùng của cái khối văn bản đó. Thì cái việc mà cứ lật đi lật lại để xem cái một này là cái gì, cái hai này là cái gì, đấy là cái rất là bất tiện. Đấy chỉ là cái việc của người đánh máy một cách thông thường thôi. Thế nhưng mà cái người xem một cái quyển sách thì người ta rất muốn rằng là người ta vấp phải một cái khái niệm nào đó người ta không hiểu là người ta sẽ có ngay một cái chú thích nằm ngay ở trong cái trang đó. Cái đánh dấu nằm ở trang nào là tôi muốn xem cái chú thích nó nằm ngay ở trang đấy thôi, chứ tôi không muốn là cứ lật đi lật lại. Thì để làm cái việc đó thì chúng ta sẽ phải biết được cách như thế nào. Một cái nào đó mà cần làm chú thích thì chúng ta làm như thế nào? Tôi đặt trỏ chuột vào cái chỗ mà tôi muốn cái chú thích. Sau đó thì tôi sẽ giải quyết bằng cách như thế này. Tôi sẽ vào menu type, và trong menu type này thì tôi sẽ tìm tới cái lệnh là lệnh insert footnote. Đấy. Tôi sẽ đánh dấu vào cái insert footnote này. Thì khi mà tôi đánh dấu thì nó sẽ làm gì đấy ạ? Nó sẽ để thứ nhất là có một cái con số ở đây, một con số nhỏ nhỏ ở đây. Và thứ hai là nó sẽ tạo ngay ra một cái vạch ở đây. Nó đánh con số 1 ở dưới và bây giờ ví dụ ví dụ này đó thì bạn sẽ thấy rằng là cái khi mà tôi đọc thấy một cái số ở đây đánh dấu đây thì tôi chỉ cần tìm xuống dưới
chân trang là tôi đã thấy ngay cái chú thích đó rồi. Thì đây là một cái cách đánh dấu nó thông minh hơn mà nó đáp ứng được ngay cho người xem. Người ta khi thắc mắc về cái gì đó, người ta có thể tìm ngay tại cái trang mà người ta thấy có đánh dấu đó, thay vì phải đọc hết cuối chương rồi người ta mới mò mẫm cái đó. Thế bây giờ tôi đánh dấu thêm cái thứ hai nhé. Ví dụ như là đây, Lạc Dương chẳng hạn, khái niệm này, type và insert footnote, thì lập tức bạn sẽ thấy là gì đấy ạ, có thêm cái số 2 ngay. Ví dụ đấy đó. Thế và cái này nó có bị một cái tình trạng là bị fix cứng hay không thì cũng không. Ví dụ tôi thấy rằng à, cái thằng này cũng không cần quan trọng lắm, đúng không, tôi xóa đi thì sao, bạn sẽ thấy ngay lập tức cái footnote ở dưới dính dáng cái con số đó lập tức bị xóa đi ngay. Và cái kia vốn được đánh dấu là hai, khi mà cái số 1 trước nó bị xóa đi lập tức nó sẽ thay thế ngay và nó lại tự động, nó tự động nó đặt lại nó là thằng số 1 này đấy. Và đây là một cái cách rất là văn minh để mà giải thích chú giải một cái khái niệm nào đó ở trong một trang sách khi mà chúng ta gặp phải một sự chú giải như thế. Và đến đây thì chúng ta còn nên làm thêm mấy cái như thế này nữa. Ví dụ như là chúng ta có cái khái niệm là đánh dấu ở đây, nhưng mà đánh dấu ở đây thì nó cũng rất là dở ở cái đoạn là gì ạ, số này nó rất bé, nó nằm ở trên này thì rất bé và rất là khó để quan sát. Vậy thì tốt nhất là chúng ta nên giải quyết bằng cách là chúng ta format lại nó một tí. Format lại là format như thế nào? Đây, bạn hãy để ý là tôi bôi đen cái đoạn này và sau đó thì tôi sẽ bỏ cái superscript đi. Tại vì superscript thì nó sẽ thành cái số nhỏ nó tiếp phía trên giống như là mũ 2, mũ 3 gì đó thì nó rất là khó. Trường hợp này mình nên là format lại cho nó và mình nên đặt thêm một cái đóng mở ngoặc như thế này ở bên dưới thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Đấy. Và format lại như thế này thì nó có ảnh hưởng gì đến phần dưới không? Không, nó vẫn đảm bảo chúng ta là cái này nó có đầy đủ. Chẳng qua là format thôi, còn nhiệm vụ của nó thì không đủ. Đấy thì chúng ta sẽ làm thêm một cái đánh dấu, một cái footnote là như thế. Thế còn nếu mà chúng ta có một cái yêu cầu về làm bullet thì sao? Tôi có một cái danh sách ABC gì đó mà tôi cần phải xử lý thì chúng ta cũng sẽ làm như thế này. Ví dụ đặt vào đâu? Sau đó thì chúng ta sẽ vào menu type bên này và chúng ta sẽ có một cái phần gọi là bullet and number list. Đó. Ở đây chúng ta có hai cái tùy chọn là apply bullet hoặc là apply number. Muốn cái gì thì chúng ta đánh dấu vào cái đó. Thế còn những cái này thì nó sẽ phải là gì đây ạ? Cứ phải xuống dòng thì nó mới làm sao? Nó mới nhận. Đó. Thế còn ở đây nếu mà muốn thay đổi thì bạn chỉ cần là bôi đen và sau đó thì bạn vào menu type bên này, bạn chọn lại cho tôi cái lệnh là gì đây ạ? Remove là bỏ đi. Thế còn thay đổi sang thì mình sẽ có cả bullet hoặc là number. Vừa nãy là mình đã áp dụng cái number, bây giờ thì mình áp dụng cái gì ạ? Bullet. Đấy. Thế rồi một số cái mình cũng có thể làm, ví dụ như là đây là cái này là nó sẽ chuẩn là nó bám sát lề đúng không? Đôi lúc mà chúng ta cần nó lùi vào trong nữa thì bạn có thể là thiết lập sẵn kể cả những cái này. Ví dụ thằng này lùi vào bao nhiêu đúng không? Ví dụ tôi không phải là sát lề cái này, tôi muốn nó là phải 20 thôi chẳng hạn. Tôi bắt nó lùi cả cái khối này vào. Đó. Nếu mà bị dính thì mình phải phải bỏ cái này đi, remove đi. Đó. Những cái gì mà nó thuộc về là mình có thể bôi đen. Xong rồi đấy mình lại làm một cái gì đây nhỉ? Làm một cái para. Đấy, ví dụ như này. Bây giờ tôi đặt tên là bullet. Bullet cũng có thể là bullet 1, bullet 2 gì đó. Đây, nếu mà ví dụ
Bây giờ tôi lại đặt vào đây, ví dụ đoạn này là đoạn gì đây nhỉ, đoạn này là đoạn có bullet chẳng hạn, này đặt bullet lập tức là nó sẽ đẩy lùi vào. Hoàn toàn có thể là tất cả mọi cái gì mà bạn muốn format, bạn muốn định dạng nó tiến, nó lui, nó lên, nó xuống như thế nào là bạn có thể làm hết, miễn là bạn hình dung trong đầu là cái quyển sách này hay là cái ấn phẩm này mình phải trình bày nó như thế nào. Thế và làm một lần là mình có thể áp dụng nó cho rất là nhiều lần sau. Thế đến đây hết chưa? Hết nhiệm vụ của nó chưa? Chưa. Chúng ta còn một thứ nữa cũng rất là quan trọng. Đấy là cái thứ mà chúng ta phải làm vô cùng nhiều trong cái quá trình mà chúng ta làm tài liệu điều tra. Đó là số trang. Số trang thì buổi hôm trước tôi nói với bạn rồi, đúng không? Thì cái cách đặt số trang thì chúng ta biết rồi, nhưng mà số trang thì nó còn áp dụng trong một vấn đề nữa, đó là cái gì? Mục lục. Một quyển sách tốt phải là một quyển sách có mục lục để cho người ta có thể tra cứu cái nội dung này, cái chương kia nó nằm ở đâu, nó nằm ở trang mấy, thay vì việc là cứ phải dở cả quyển ra mà đi tìm. Thì cái mục lục này nếu như mà ở trong một cái quyển sách ngắn, bạn có thể là tự mò, tự xem và tự ghi chú lại để sau đó bạn làm cái mô cũng được, nhưng mà đấy là với cái điều kiện là nó ngắn thôi, nó độ khoảng 20-30 trang thôi thì mình có thể làm như thế. Nhưng mà nếu một một quyển sách dài trên 30 trang thì cái việc mà chúng ta cứ phải ngồi mò từng tí một như thế nó rất là nguy hiểm. Thứ nhất là mất thời gian là điều chắc chắn. Thứ hai nữa nguy hiểm ở chỗ là có thể sót, và thứ ba nữa là nó còn mệt mỏi hơn ở cái chỗ nếu như quyển sách bạn dàn xong rồi, in ra bông rồi, người ta mới dựa trên cái bông đó để người ta chỉnh lý và người ta biên tập ấy, thì còn mệt nữa, tại vì có khả năng nó sẽ cắt chỗ nọ thêm chỗ kia và lúc đó nội dung nó sẽ chạy từ trang nọ sang trang kia, và cái việc đánh dấu, cái việc mà làm cái mục lục đó nó lại trở nên lệch so với cái biên tập hiệu đính cuối cùng. Đấy. Và như thế thì rất là nguy hiểm. Do đó thì chúng ta sẽ phải giải quyết bằng cách là làm một cái mục lục theo kiểu tự động automatic. Thế thì automatic thì nó sẽ làm theo cách như thế nào? Nó có phải giống như mình là cứ căng mắt ra đọc từng dòng tìm cái chỗ nào có chương mấy để mình ghi chú lại hay không? Thì không phải. Nó không cần quan tâm. Hoàn toàn nó sẽ không cần quan tâm là bạn là viết cái gì trong cái chương đó, bạn viết cái gì trong điều đó. Con người thì lại cần phải đọc để hiểu, để xác nhận, nhưng nó thì lại không cần làm như thế. Nó không cần quan tâm là cái chương này của bạn dài hay ngắn, chương này của bạn nằm trong bao nhiêu trang và cái nội dung bên trong của bạn có đúng hay sai, nó không quan tâm. Thế vậy thì nó không đọc, không hiểu thì làm sao để nó có thể vạch ra cho mình là cái mục lục này là tại sao nó tìm ra. Thực ra nó tìm ra chính là nhờ vào dấu vết của cái paragraph style mà chúng ta áp dụng cho cái quyển sách của chúng ta đó. Khi mà chúng ta đánh dấu thì nó không cần quan tâm cái dòng đó viết cái gì, mà nó chỉ cần lục thật là nhanh ở trong suốt cả quyển sách, một trang cũng được, 1.000 trang cũng được, nó lướt qua cực kỳ nhanh và nó tìm cái dấu vết, à có một cái paragraph style tên là chương được nằm rải rác ở mấy trang này, nó mò theo đúng cái đấy và nó đánh dấu lại cho toàn đấy, chương 1 nó nằm ở đây, chương 2 nằm ở đây. Thế còn trong chương thì nó sẽ có là mục lớn nhỏ, mục lớn 2, mục bé nhỏ, mục bé 2, thì tất cả những cái thứ mà chúng ta đã paragraph style hóa đó mà chúng ta áp dụng cho cái ấn phẩm của chúng ta thì nó sẽ sụp một cách vô cùng nhanh và nó đánh dấu lại tất cả những cái trang nào mà có cái dấu viết đấy, nó liệt kê ra cho chúng ta và nó lấy luôn cái đoạn mà đã được bôi đen để mà làm cái, hay là những cái tiêu đề mà chúng ta đã đặt trỏ chuột vào để chúng ta đánh dấu bằng paragraph đấy, thì nó sẽ lấy luôn chính cái nội dung đó để nó thống kê, nó liệt kê ra luôn. Đây, bây giờ chúng ta làm thử một cái quyển nhé, sau đó thì chúng ta làm nhanh thế này. Ví dụ ok xong này, bây giờ tôi mới vào file này, vào place này.
tôi lấy cái nội dung cái này này, đó. Tôi giữ ship và tôi đổ này. Đấy. Thế bây giờ tôi có từng này trang, đúng không? Bây giờ tôi mới thiết lập một vài cái đơn giản chương nhé. À, ví dụ tôi bôi đen cái này, tôi đặt tên cho nó là phông area đi, size 24 đi, format này là bold đi, ví dụ thế, và tôi sẽ đặt tên cho nó là chương. Ok, xong, vậy là tôi có một cái gọi là chương rồi. Bây giờ tôi sang các cái khác, ví dụ đến đoạn này tôi lại đặt cái thằng này tên là chương tiếp. Ví dụ đánh dấu chương, à bị dính rồi, enter, tiếp một cái xuống tách luôn. Vậy nếu chương thì chúng ta nên chương nào thì nó nên để sang một cái gì nhỉ, sang một trang mới, không bao giờ để chương xong lại bắt đầu cái nội dung bên kia, đúng không? Đây, phải đặt tiếp chương. Đó. Xong rồi tôi lại sang một cái thằng khác. Enter xuống dòng này. Ví dụ thế. Đây, đặt chương. Sau đó thì lại chương. Ok, đến đây tôi đánh dấu một loạt các cái thứ liên quan đến chương rồi, đúng không? Bây giờ tôi mới làm cái chapter, mà cái phần đấy như sau. Chúng ta vào menu type này. Sorry. Đây, vào menu layout. Các cái thứ mà format các thứ thì chúng ta làm ở trong menu type, và khi mà chúng ta tạo các cái gọi và tạo các cái paragraph style hoặc là character style. Thế còn về cái phần nội dung được liệt kê ở trong cái index, cái chỉ mục hay là cái mục lục đấy, thì chúng ta là tìm kiếm nó ở trong layout. Vào layout, bạn vào cho tôi cái phần lệnh gọi là table of content này. Đó, content này. Bấm vào đây, nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái bảng như thế này. Và chúng ta sẽ có hai cái khu vực, một cái khu vực là other style và một cái khu vực gọi là include paragraph style. Thế bây giờ ví dụ tôi muốn liệt kê chỉ có chương thôi thì rất là đơn giản, tôi chỉ việc chọn chương, add sang bên này. Đấy, và sau đó thì tôi có thể là nhập ok, là tôi có thể là xử lý xong. Đó. Ví dụ như title này thì các bạn có thể để gốc của nó là content, hoặc là các bạn có thể đặt là gì đây nhỉ, mục lục hay cái gì đó. Đó, thì tôi gõ lại nhé, mục lục. Đấy. Sau đó nhấp ok, tôi sẽ có cái gì, tôi sẽ có một cái phần mục lục nó treo sẵn ở đây. Bây giờ việc của tôi là làm sao ạ? Tìm xuống cái trang cuối, đúng không? Đấy, nếu mà chưa đủ, vừa nãy là do tôi xuống dòng, enter xuống dòng một số thứ, cho nên là nó sẽ bị làm sao đây, nó sẽ bị thiếu chỗ, đó. Mình có thể lấy thêm cái này, đây, dồn thêm cái đoạn này. Thế mà bây giờ mình thêm trang này, đây, nội dung bắt đầu từ đây. Bây giờ tôi đặt cái này, thằng này vào, đây, bạn thấy là nó sẽ ghi rất là rõ luôn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy. Và bây giờ mình sẽ format lại một tí tẹo, tại vì là nó sẽ lấy cái format là format theo chính cái paragraph style mà chúng ta dành cho cái đấy. Thế nhưng mà cái đấy là để trình bày thôi, còn đọc thì chúng ta sẽ phải để nó về cái dạng rất là bình thường, đúng không? Đấy. Sang giống như cái thằng này thế này. Content này này. Đấy, ví dụ mà mình sẽ làm một cái như thế. Format lại cái đấy, và bây giờ chúng ta sẽ xử lý. Đây là trang 1 này, đúng không? Mình sẽ xử lý lại cái này một tí.
Thế bây giờ mình làm những cái gì? Tốt nhất là trong trường hợp này mình để cho nó ở cái dạng gì đây nhỉ? Là justify đi. Đấy, và bây giờ mình mới xử lý này. Ví dụ. Bây giờ mình mới khó nhất là cái đoạn mà liệt kê ra cho chúng ta thôi, chứ còn hiệu chỉnh lại cái này thì chẳng qua là một vài dòng thế này thôi. Sau khi mà nó liệt kê cho chúng ta rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có cái cách làm như này. Cái đoạn này thì nó có vấn đề gì không? Sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà nó rất là tốt cho chúng ta là cái đoạn khi mà nó tự động tìm kiếm cho chúng ta. Bây giờ nếu như bây giờ chúng ta có cái sự hiệu đính hiệu chỉnh mà nó thay đổi đi thì chúng ta có giải quyết được không? Đây ví dụ, tôi bỏ cái ảnh này đi nhé, bỏ cái ảnh này đi, lập tức là cái chữ nó sẽ bị rút lên trên đúng không nào? Đấy. Chữ rút lên trên thì có thể là các cái đề mục lúc đấy nó lại chạy đi sang một vị trí khác chẳng hạn như thế. Đôi lúc là nó sẽ bị chạy đi chỗ khác chẳng hạn, đây tôi cắt một đoạn này nhé. Đấy. Thì cái thằng này nó chạy sang trang này đó. Bây giờ chẳng hạn như thế này rồi thì cái mục lục nó có khác đi không? Đấy nhá, trong thôn có thằng vô lại Vương Nhị. Cái này nó nằm ở trang trang 6 đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta xem thử cái mục lục xem nó là như thế nào. Đây là trang 7. Chạy rồi đúng không? Đấy. Thế thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề đó bằng cách là gì đây? Vào layout này. Tôi lại vào numbering section option. À không, xin lỗi. Đây, vào cái này. Table of content. Đấy. Ở đây các bạn sẽ thấy là nếu mà tôi nhấp OK lại một lần nữa, có cái gì ạ? Tự động cập nhật lại. Đây, trong thôn có thằng vô lại Vương Nghị. Lại lập tức bạn thấy là cái con số này nó chuyển về 6. Tất nhiên mình lại phải format lại. Điều này không muốn đâu, nhưng mà khi mà cập nhật thì nó sẽ lại lấy lại cái style cũ, cái style ban đầu của cái dấu vết mà nó dò tìm đấy, thì nó lại dùng cái này nó định nghĩa lại một lần nữa và nó lại mò lại tất cả những thay đổi. Bạn thêm cái khối xuống mà nó đẩy sang trang sau thì nó lại cập nhật lại trang sau. Bạn rút bớt nội dung mà nó chạy về trang trước thì nó lại cập nhật về trang trước. Cái chuyện này cực kỳ quan trọng, tại vì là nếu mà chúng ta mà làm một cái quyển sách mà nó nhiều nhiều trang ấy, 100 trang chẳng hạn, mà cứ toát mắt ra mà dò xem là cái chương này nó chạy từ trang nào đến trang nào sau khi biên tập ấy, thì chắc chết luôn, phát điên. Nhưng mà với cách như thế này thì nó dò tìm một cách vô cùng nhanh và chính xác cho mình. Đấy, mình chỉ mất công mình format lại một chút cái phần mục này thôi. Thì đây là một cái mà nó sẽ giúp cho mình giải quyết vấn đề rất là nhanh. Thay vì việc là mình phải toát mắt ra mình đọc mình dò lại ở trên cái bàn thảo của mình để mình đánh dấu lại, thì đây là cái mà tuyệt đối là phải nắm được đấy. Và ngoài cái chuyện mà áp dụng ngay trong cái số mà mình đang làm thì cái này nó cũng cho phép mình tái sử dụng. Đây, bây giờ tôi lại lưu nhé, tôi lưu cái này và bây giờ tôi lưu cái này là số 2 đi. Thế bây giờ nếu mà tôi làm cái thằng số 1 hoặc là làm thằng số 3 đi đúng không, thì tôi có thể là gì đấy, lấy cái thằng này sau đó thì tôi lại mở cái paragraph style hoặc là những cái gì, nói tóm lại tất cả những cái gì bạn đặt ra, bạn tự tạo ra, bạn tự đặt ra, bạn có quyền là tái sử dụng nó như là một cái tài nguyên cho các phiên làm việc tiếp theo. Và cách làm vẫn thế thôi, bấm vào đây đấy. Và bạn chọn cái gì nhỉ, load paragraph style đấy. Load thì nó sẽ hỏi là bạn load ở đâu đúng không? Bạn chỉ cho nó cái chỗ mà bạn mà load, và ở đây nó cho phép bạn chọn hoặc là không chọn nhé.
mặc định là những cái gì mà được tạo ra từ cái số trước thì nó vẫn đánh dấu đây, nhưng bạn không thích cái nào bạn có thể bỏ cái này đi, bạn chỉ nhập cái thằng này vào thôi. Đấy, ví dụ của okay. Đấy thì bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo ra cho bạn thêm một cái dấu hiệu mà đã làm ở cái quyển trước, nó đưa vào đây để giúp cho mình đảm bảo thông suốt là quyển này nội dung khác nhau nhưng mà cái phong cách trình bày là nó sẽ đảm bảo đấy là một sự xuyên suốt. Đấy thì đấy là cái cách để chúng ta tạo áp dụng và sử dụng cái paragraph style, character style cũng như là trình bày nó đó. Rồi chúng ta sẽ có những cái insert footnote để chúng ta minh họa, chúng ta chú giải, chúng ta có thể đặt những cái bullet để đánh dấu những cái list, những cái danh sách liệt kê. Đấy chúng ta cũng có thể là sử dụng cái này để chúng ta làm cái mục lục cho quyển sách, chúng ta có thể tái sử dụng đó. Thì đấy là những cái thứ mà nó sẽ giúp mình làm vừa nhanh vừa chuẩn vừa ít bớt cái sai sót đi.